Xin chào các bạn. Và hôm nay mình sẽ đến với lại bài đó là mình sử dụng dấu của tấm thức bậc 2 để mình biện luận tính đơn điệu của hàm số trên một cái khoảng hay là một cái đoạn ha. Rồi thứ nhất đó là gì? Mình sử dụng phương pháp này khi nào? Khi thứ nhất đó là mình không thể mình nhậm được nghiệm, hoặc là mình không thể nào mình cô lập tam số m. Và cái điều kiện đặc biệt chắc chắn là nó phải thỏa mãn đầu tiên luôn, đó chính là cái y phẩy của mình nó phải là một tam thức bậc 2 ha. Nó phải là một tam thức bậc 2. Bây giờ mình đang sử dụng dấu của tam thức bậc 2 mà, thì chắc chắn là cái y phẩy của mình nó phải là một tam thức bậc 2. Rồi thì tam thức bậc 2 nó sẽ có dạng đó là a bình cộng b cộng c. Rồi vậy thì đây là các cái bước để mình thực hiện. Bước 1 là các bạn xác định y phẩy cho mình. Vậy thì y phẩy của mình thì nó là một cái tam thức bậc 2, nó sẽ có dạng đó là a bình cộng b cộng c. Mà nhớ xét cho cái trường hợp của delta hoặc là delta phẩy cho mình, tức là delta nó bé hơn hoặc bằng không thì sao, delta nó lớn hơn không thì sao. Rồi sau đó là bạn kiểm tra xem là y phẩy của mình nó có thể nó nhậm nghiệm được không, hoặc là có thể nó cô lập được không. Nếu như mà mình nhậm nghiệm được hoặc là mình cô lập được thì mình nên ưu tiên là mình làm theo cách đó. Còn nếu như mà chúng ta không nhậm được nghiệm hoặc là chúng ta không cô lập được thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng cái cách là chúng ta biện luận dấu của tam thức bậc 2. Các bạn nhớ quy tắc xét dấu cho mình ha, đó là trong trái ngoài cùng. Rồi tiếp theo đó là mình có một cái kiến thức bổ sung, đó là gì? Đó là cho cái số thực alpha hàm bậc 2 f beta, phương trình f beta bằng 0 nó có hai nghiệm phân biệt x1 x2, thì chúng ta xảy ra ba trường hợp. Thứ nhất là alpha kẹp giữa hai nghiệm, thì điều này xảy ra khi nào? Khi và chỉ khi cái hệ số a nhân cho f alpha nó phải âm. Tương tự nếu như x1 bé hơn x2 và nó bé hơn alpha, nó xảy ra khi nào? Khi và chỉ khi delta dương, hai nghiệm phân biệt nè. Tiếp theo là tổng hai nghiệm thì nó bé hơn hai lần alpha và a nhân alpha nó phải dương. Đó, và trường hợp thứ ba đó là alpha nó bé hơn x1 bé hơn x2, thì điều này xảy ra khi nào? Khi và chỉ khi delta nó dương, tổng hai nghiệm nó lớn hơn hai lần alpha và a nhân f alpha nó phải dương. Rồi thì bạn chú ý một cái điều nữa là gì? Nếu chả hạn như có cái dấu bằng xảy ra ở đây thì sao? Ví dụ như nó có xuất hiện những cái dấu bằng ở đây thì sao? Cái x1 x2 nó có thể nó bằng alpha thì sao? Thì bạn nhớ cho mình ha, khi đó thì cái f alpha nó sẽ bằng không, đúng không? Nếu như mà f alpha bằng không thì cái tích này nó phải bé hơn hoặc bằng không. Và chỉ việc bạn kẹp thêm dấu bằng vào cho mình ha, ở những cái chỗ mà lấy a nhân f alpha là được ha. Còn cái tổng hai nghiệm nó bé hơn hai alpha thì điều này rõ ràng, bởi vì cho dù ha, cho dù cái x2 nó bằng với lại alpha nhưng mà x1 nó bé hơn x2 rồi thì nó không thể nào nó bằng với lại alpha được, cho nên là s của mình nó không thể nào bé hơn hoặc bằng hai alpha được, nó chỉ bé hơn hai alpha thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng cái lý thuyết này thì mình làm một số câu ví dụ ha. Rồi vậy thì câu này mình vẫn lấy để đề hôm trước ha. Tìm m để hàm số y bằng 1/3 x mũ 3 trừ cho m cộng 2 nhân cho x bình phương cộng cho trừ 2m cộng với lại 3 nhân cho x nghịch biến trên khoảng từ trừ 2 đến 0. Rồi vậy thì y phẩy của mình nó bằng cái gì? Nó bằng x bình phương trừ 2 nhân cho m cộng 2 nhân cho x cộng cho trừ 2m cộng 3. Thì mình đang cần tìm m để hàm số nghịch biến, tức là cái này bé hơn là bằng 0. Rồi với mọi x thuộc trong khoảng từ trừ 2 đến 0. Rồi bây giờ mình sẽ thử đó là nhậm nghiệm đi, hoặc là mình thử cô lập tam số m thì nó có ra không. Nếu như mình nhậm nghiệm ha, thì mình nhậm nghiệm theo VS thì mình có là tổng hai nghiệm x1 cộng x2 bằng trừ b chỉ cho a, tức là bằng 2 nhân cho m cộng 2 thì nó là bằng 2m cộng 4. Còn tích hai nghiệm thì sao? X1 nhân x2 bằng c chỉ cho a, nó là bằng trừ 2m cộng với lại 3. Đây bạn lưu ý cho mình ha, thì theo mình thấy nó khá là khó để mình tìm được hai cái lượng mà nó thỏa mãn cái tính chất đó là tổng hai cái lượng nó bằng 2m cộng 4 và tích hai cái lượng bằng trừ 2m cộng 3, khá là khó để nhầm. Cho nên là mình thử cái cách thứ hai đó là mình cô lập tam số m xem sao. Như mình cô lập tam số m thì mình được nó là bằng là x bình phương trừ cho 2mx trừ cho 4x trừ cho 2m cộng 3. Cái này bé nó bằng 0. Rồi bây giờ mình chuyển vé qua x bình và mình trừ 4x mình vẫn giữ nguyên nè, mình cộng với 3 mình vẫn giữ nguyên, bé nó bằng, mình đưa cái 2mx vào bên tay phải, mình cộng với lại 2m đó, thì cái lượng bên vế tay phải này mình đặt 2m là nhân tử chung đi, mình có đây là x cộng 1. Rồi vậy câu hỏi của mình là mình có chia x cộng 1 qua bên kia được hay không. Thì bạn lưu ý cho mình x cộng 1 thì khi mà x nằm trong cái khoảng từ trừ 2 đến 0, rất là tiếc là nó chứa cái con số trừ 1. Cái con số trừ 1 này sẽ khiến cho x cộng 1 nó bằng 0. X cộng 1 bằng 0 thì không thể nào mình thực hiện phép chia được nha, mình không thể nào mình thực hiện một cái phép chia cho số 0 được, cho nên là cái cách cô lập ở đây nó là không hợp lý à. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cái cách đó là mình xét dấu của tam thức bậc 2 ha. Rồi mình đang cần tìm m để y phẩy bé hơn hoặc bằng 0 với mở x
nằm trong khoảng từ trừ 2 đến 0. Rồi bây giờ mình sẽ tính cái delta của nó ra ha. Thì bạn lưu ý cho mình, ở đây nó là cái b của mình là bằng 2 nhân cho m cộng 2. Nó chia hết cho 2 nên mình tính delta phẩy. Delta phẩy nó là bằng cái gì? B phẩy bình, tức là m cộng 2 tất cả bình. B phẩy bình trừ cho e nhân cho c, tức là trừ cho a là bằng 1 rồi đó. C là bằng trừ 2m cộng 3. Và mình rút gọn lượng này ha, đó là bằng m bình phương cộng 4m. Mà ở đây là cộng 2m nữa là cộng 6m. Cộng với lại 4 mà trừ đi 3 là cộng với lại 1. Rồi bây giờ mình xét các cái trường hợp tương ứng ha. Nếu như cái delta phẩy của mình nó bé hoặc bằng 0 thì sao? Thì bạn chú ý cho mình, delta phẩy của mình nếu như mà nó bé hoặc bằng 0 thì điều này xảy ra khi nào? Khi và chỉ khi m bình cộng 6m cộng với lại 1 nó bé hoặc bằng 0. Rồi ok ha, thì cái này mình sẽ giải cái bất phương trình này sau. Rồi nếu như mà delta phẩy của mình bé hoặc bằng 0 thì điều gì xảy ra? Bạn lưu cho mình cái hệ số a, cái hệ số trước ấy bình phương ở đây nó là bằng 1, tức là nó dương. 1 nó dương và cái delta phẩy của mình nó lại bé hoặc bằng 0. Điều này sẽ dẫn đến điều gì? Đó là y phẩy của mình nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 0 với mẫu x thuộc R. Rồi mà y phẩy lại lớn hơn bằng 0 với mẫu x thuộc R thì điều này sẽ dẫn đến đó là y nó sẽ luôn đồng biến trên R. Mà y nó luôn đồng biến trên R mà mình đang cần tìm m để hàm số nghịch biến trên một cái khoảng nhỏ thôi. Mà ở đây trường hợp này lại dẫn đến y lại đồng biến trên R. Nên là mình sẽ loại trường hợp này. Rồi, mình sẽ xét đến trường hợp thứ hai. Đó là nếu như delta phẩy của mình nó dương thì sao? Nó dương thì phương trình y phẩy bằng 0. Có hai nghiệm phân biệt đúng không? Có hai nghiệm phân biệt đó là x1 và x2. Rồi thì mình vẽ cái bảng xét dấu của nó ra đây ha. Đây là x và đây là y phẩy. Còn có hai nghiệm phân biệt đó là x1 và x2. Rồi, ở đây thì trường hợp này sẽ làm cho y phẩy bằng 0. Cái dấu của nó sẽ là trong trái ngoài cùng. Ở bên trong nó sẽ trái dấu với cái dấu của hệ số A. Tức là ở đây là bằng 1 nè. 1 là nó dương, về trong trái là âm, ngoài cùng là cùng dấu. Rồi nó kêu đó là tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng từ trừ 2 cho đến 0. Tức là cái khoảng trừ 2 cho đến 0 nó phải nằm giữa cái x1 và x2. Thì khi đó cái y phẩy của mình nó mới âm được. Rồi, vậy thì cái điều này xảy ra khi nào? Khi và chỉ khi x1 như thế nào đây? Nó bé hơn hoặc bằng trừ 2. Trừ 2 nó bé hơn 0. Và cái này nó bé hơn hoặc bằng x2. Có nghĩa là cái khoảng từ trừ 2 đến 0 nó phải kẹp giữa hai nghiệm. Và cái dấu bằng có xảy ra được không? Được ha? Dấu bằng xảy ra thì y phẩy nó vẫn bằng 0 thôi. Bạn chú ý với mình ha. Đây chính là cái điều kiện của mình. Vậy thì mình bóc tách cái này ra. Nó chính là x1 nó bé hơn hoặc bằng trừ 2. Và nó bé hơn x2. Và cái trường hợp thứ hai đó là x1 nó bé hơn 0 và nó bé hơn hoặc bằng x2. Đó, thì mình bóc tách từ một cái điều kiện lớn này, mình tách nó thành hai cái điều kiện nhỏ. Vậy thì cái điều kiện đầu tiên thì bạn nhớ cho mình ha, cái số trừ 2 mà nó kẹp giữa hai nghiệm thì mình áp dụng công thức ở đây ha. Đó là cái con số alpha mà nó kẹp giữa hai nghiệm thì a nhân f alpha nó phải bé hơn 0. Tuy nhiên ở đây con dấu bằng xảy ra nên là mình phải kẹp thêm một cái dấu bằng vào ha. Tức là cái hệ số a nhân cho f trừ 2 nó phải bé hơn bằng 0. Tương tự ở đây là hệ số a nhân cho f0 nó phải bé hơn bằng 0. Bạn chú ý cho mình cái hàm f ở đây nó chính là cái hàm bậc 2 này ha, là hàm y phẩy nè. Và bạn chú ý cái hệ số a của nó bằng 1 nên là mình không cần phải nhân vào đây. Rồi, mình tính ra thôi. F0 và F-2 thì mình tính F0 trước ha. Rồi F0 thì nó bằng cái gì? Mình thế x bằng 0 vào thì mình được đó là x bình phương hết nè, trừ 2 nhân cho m cộng 2 nhân x cũng hết luôn. Còn lại là trừ 2m cộng 3. Trừ 2m cộng 3 là F0, nó phải bé hơn hoặc bằng 0. Còn bây giờ mình tính f trừ 2 ra, nó là bằng 4 nè. Thì mình ghi ra đây là 4. X bằng trừ 2 thì nó thành là 4. 4 nhân cho m cộng 2 ha. Vậy là cộng với lại 4 nhân cho m cộng 2. Rồi cộng cho trừ 2m cộng 3. Nó phải bé hơn hoặc bằng 0. Rồi cái này tương đương với lại, bây giờ mình rút gọn ha. Phương trình bên dưới thì mình ra được đó là m lớn hơn hoặc bằng 3 phần 2. Mình rút gọn cái bất phương trình đầu tiên ha. Mình có đó là 4m nè, trừ đi 2m là còn 2m. Ở đây nó là 4 nè, cộng với lại 8, cộng với lại 3 là 4, 8, 12, là 12, cộng 3 là 15. Nó sẽ bé hơn hoặc bằng 0. Tương đương với lại m bé hơn hoặc bằng trừ 15 phần 2. Và m lớn hơn hoặc bằng 3 phần 2. Bạn chú ý cho mình, m mà nó vừa bé hơn hoặc bằng 7,5 mà m lại cũng lớn hơn 1,5
thì chắc chắn đó là không tồn tại giá trị M ha. Và với cái trường hợp delta phẩy của mình lớn hơn không thì sẽ không tồn tại giá trị M thỏa mãn. Và đồng thời với trường hợp delta phẩy bé nó bằng không thì cũng không tồn tại M luôn. Vậy thì mình kết luận được đó là không tồn tại tham số M để hàm số này nghịch biến trên khoảng từ trừ 2 đến 0. Và bài này là do mình tự chế cái khoảng này ra nên là nó khá là xui ha. Vậy thì bạn lưu ý cho mình các cái bước làm bài ha. Bước 1 là xác định y phẩy. Rồi sau đó là bạn tính delta phẩy ra. Rồi bạn kiểm tra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là delta phẩy bé nó bằng 0 ha. Rồi trường hợp thứ hai đó là delta phẩy của mình vuông. Nếu như delta phẩy bé nó bằng 0 thì bạn phải kiểm tra kết hợp với lại cái hệ số A. Nếu như A mà nó dương nữa thì tức là y phẩy của mình nó lớn hơn hoặc không với mọi x thuộc R luôn. Còn chẳng hạn như cái hệ số A của mình mà nó âm thì y phẩy của mình nó sẽ bé hơn hoặc bằng không với mọi x thuộc R. Mà cái y phẩy nó lớn hơn hoặc bằng không với mọi x thuộc R thì tức là y nó sẽ đồng biến trên R. Và ngược lại ha, nếu như mà y phẩy nó bé hơn hoặc bằng không với mọi x thuộc R, y nó sẽ nghịch biến trên R ha. Còn trường hợp thứ hai đó là nếu như mà delta phẩy của mình mà nó vuông thì tức là y phẩy bằng không nó sẽ có hai nghiệm phân biệt x1 x2. Và bạn phải đặt điều kiện cho hai nghiệm này, đó chính là gì? X1 nó phải bé hơn x2 ha, ghi rõ ra luôn. Bạn hình thành cái bảng xét dấu cho mình, điền các cái dấu vào theo nguyên tắc đó là trong trái ngoài cùng, trong cái khoảng giữa hai nghiệm nó sẽ trái dấu với cái dấu của cái hệ số của x bình phương, và ngoài cùng là ngoài sẽ cùng dấu mà. Để hàm số nghịch biến trên cái khoảng từ trừ 2 đến 0 thì trừ 2 đến 0 nó phải kẹp giữa hai nghiệm. Rồi đây tức là cái điều kiện này ha. Rồi với cái điều kiện này thì mình sẽ tách nó thành hai trường hợp. Rồi với hai cái trường hợp này thì mình giải nó ra thì mình được đó là không tồn tại M thỏa mãn. Rồi cảm ơn đã xem. Nếu bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn. We'll be right back.